Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Cha mẹ hãy cùng con vượt cú sốc thi trượt. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày qua, câu chuyện một gia đình ở Hà Nội đăng tin tìm con khiến tất cả phụ huynh sốc nặng. Cô bé 15 tuổi, sau khi biết mình không đủ điểm vào lớp 10 theo nguyện vọng mong muốn, đã bỏ ăn rồi viết thư để lại trước khi bỏ nhà đi. Khi đi, em không mang theo điện thoại, tiền bạc, giấy tờ tùy thân và khóa tất cả tài khoản trên mạng xã hội. Vì thế, bố mẹ em không thể liên lạc được với con. Tìm kiếm con khắp nơi nhưng không thấy. Họ đành đăng tin lên mạng xã hội với hy vọng có người nào nhìn thấy con mình. Thật may là cuối cùng gia đình cũng đã tìm được con. Vâng, câu chuyện này kết thúc có hậu, nhưng không phải trường hợp nào cũng được như vậy. Nhiều đứa trẻ thất vọng vì kết quả điểm thi không được như mong muốn đã nghĩ quẩn, lựa chọn kết thúc nỗi buồn, tủi, tuyệt vọng bằng chính mạng sống của mình, để lại cho cha mẹ và người thân nỗi đau không thể nguôi ngoai. Vẫn biết, có thi là có đỗ, trượt, có cạnh tranh là có, được, mất, thậm chí vẫn đơn giản như trò chơi còn có thắng thua. Khỏi phải nói nếu thi đỗ, đứa trẻ sẽ vui mừng đến thế nào. Gia đình sẽ tự hào về con em mình ra sao. Nhưng cảm giác tủi hổ, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng là điều không thể tránh khỏi khi không thể vượt qua kỳ thi. Không biết cô bé bỏ nhà đi trong câu chuyện kia và những đứa trẻ đã lựa chọn kết thúc cuộc đời có gặp áp lực gì từ cha mẹ sau khi kết quả thi của các em không được như mong muốn hay không. Nhưng trên thực tế, có không ít ông bố, bà mẹ vẫn còn hám thành tích và không thể chấp nhận việc con mình thất bại. Câu chuyện người mẹ bắt con gái 15 tuổi quỳ ngay tại sân một trường dân lập ở Hà Nội, dù đã qua khá lâu, nhưng vẫn khiến nhiều bậc làm cha, làm mẹ ám ảnh mãi. Bà mẹ này gào lên giữa trưa nắng, để yên cho tôi dạy con, 7 năm học sinh giỏi mà giờ đến trường tư người ta cũng không thèm nhận, hôm nay tao phải đánh cho mày chết thì thôi. Cô con gái sau đó thông cảm và lên tiếng bảo vệ mẹ mình. Rồi chuyện một ông bố nổi điên, tự đập chiếc điện thoại đắt tiền của mình khi tra điểm thi của cậu ấm. Một bà mẹ khác khóc nức nở khi gọi điện thoại báo điểm thi không được như mong muốn của con mình cho người nhà. Rất nhiều câu chuyện buồn và đáng phải suy ngẫm về những nỗi thất vọng của các bậc cha mẹ đã quá kỳ vọng vào con. Khi kết quả không được như ý, sang chấn tâm lý lớn khiến các em rơi vào trạng thái tiêu cực, lo lắng, thất vọng, xấu hổ, tự trách và suy nghĩ sai lầm về bản thân. Mình là kẻ thất bại, mình thật vô dụng, mình vô ơn vì đã phụ công cha mẹ, rồi chẳng thiết gì ăn uống, nằm khóc cả ngày. Cha mẹ thì cáu giận, mắng chửi con, rồi quay ra cãi vã, đổ lỗi lẫn nhau. Không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt và căng thẳng. Thật khó với một đứa trẻ 15 tuổi phải học cách vượt qua cú sốc đầu đời trong thi cử, khi mà chúng chưa có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm trong cuộc sống. Với người lớn đôi khi đã quá khó khăn, huống chi với lũ trẻ. Nhưng vẫn có không ít bậc cha mẹ còn cư xử thiếu hiểu biết, chỉ chiết, mắng nhiếc, xúc phạm, thể hiện sự thất vọng tràn trề vì con mình không bằng con nhà người ta. Không đỗ trường chuyên, không vào được trường top đầu là chấm hết, là đáng xấu hổ, đồ bỏ đi. Nhiều phụ huynh không che giấu sự thất vọng, chán nản trước mặt con mình. Và có không ít cha mẹ vì mải mê với mối lo cơm, áo, gạo, tiền mà không dành tâm trí, thời gian để sát cánh cùng với con vượt qua giai đoạn khó khăn này, để những đứa trẻ 15 tuổi phải tự đối diện, tự gặm nhấm nỗi buồn và loay hoay tự vượt qua. Việc học hành của mỗi người và kết quả thi cử chưa được như mong muốn của con ngày hôm nay, dù không muốn thì cha mẹ cũng không thể nhận thay được. Nhưng bố mẹ hoàn toàn có thể cùng gánh, cùng đỡ, giúp con vượt qua giai đoạn này. Con cái chúng ta đã làm hết sức và chúng cần được cảm thông, chia sẻ. Nhà báo Trần Thu Hà, tác giả cuốn sách Buông tay để con bay, chia sẻ với các bậc phụ huynh có con vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Chúc mừng các mẹ có con thi đậu và cũng chúc mừng các mẹ có con thi trượt. Trong bài viết, chị tâm sự, cái gì đã diễn ra có nghĩa là nó đã xong. Bộ Giáo dục Anh thì từ nhiều năm trước đã yêu cầu không gọi là thi trượt mà phải gọi là thành công bị trì hoãn. Một thay đổi nhỏ mà vô cùng nhân văn, vì các con sinh ra trên đời này là để sống, không phải chỉ để thi. Các kỳ thi ở trong trường chỉ là một mảng rất nhỏ. Ngoài kia, mỗi ngày là vài bài thi, những bài thi với chính bản thân mình, đó mới là những bài thi khó khăn nhất, khốc liệt nhất. Cha mẹ hãy đồng hành và sát cánh bên con hơn nữa,
luôn là chỗ dựa tinh thần để các con vượt qua trở ngại đầu đời, vững bước và lạc quan hơn. Ở bên con khi chúng vấp ngã, chúng thất vọng. Điều đó quan trọng và cần thiết gấp vạn lần lúc ở bên con khi thành công. Cha mẹ cần bản lĩnh và bằng sự hiểu biết của mình để cùng con vượt dốc. Xin đừng làm khổ học trò thêm nữa. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 6 năm 2022, nhiều tỉnh thành lần lượt tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ai cũng thấy cuộc thi này là vô lý, bởi học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở thì hẳn nhiên đã đủ chuẩn để vào lớp đầu cấp tiếp theo. Thật ra, lý do để tổ chức kỳ thi này là vì các trường trung học phổ thông công lập chỉ đủ sức tiếp nhận 70-80% số học sinh đã học xong lớp 9. Số còn lại có thể vào trường tư, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề. Điều đáng nói là cuộc thi ngày càng căng thẳng, tạo áp lực nặng nề cho cả học sinh lẫn phụ huynh. Còn dư luận xã hội thì không đồng tình. Mức độ căng thẳng nằm ở chỗ, học sinh đăng ký vào một trường cụ thể, nhưng không biết mình phải đấu với bao nhiêu thí sinh, khả năng của các đối thủ đó ra sao. Các em có cảm giác như phải đối mặt với ma trận chọn trường. Thành ra có nhiều trường hợp điểm rất cao mà vẫn rất đau. Do đã đưa ra luật chơi từ trước nên sau khi có kết quả, ngành giáo dục tuyên bố không giải quyết đổi nguyện vọng, không hạ điểm chuẩn. Điều này quá là nghiệt ngã cho các em ở độ tuổi 15. Từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, đầu cũng thấy cảnh học sinh căng thẳng thi lớp 10, rồi đủ chuyện đau lòng xảy ra đối với những học sinh bị loại. Nhưng kỳ lạ là có một địa phương mà ở đó, học sinh không phải chịu cảnh căng thẳng này, dù tỷ lệ được vào trường công cũng chỉ 70% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Đó là tỉnh Đồng Tháp, địa phương hiếm hoi chỉ tổ chức thi cho những ai muốn vào lớp 10 trường chuyên, còn lại đều xét tuyển. Việc xét tuyển dựa vào điểm trung bình các năm học lớp 6, 7, 8, 9 nhân hệ số 2, cộng với điểm ưu tiên và tổng điểm hạnh kiểm 4 năm học bậc trung học cơ sở. Ưu điểm của việc xét tuyển là không phải tập trung đông giáo viên, học sinh, không tạo ra những áp lực không đáng có, không lãng phí tiền bạc và công sức như khi tổ chức kỳ thi. Hơn nữa, việc xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện học tập 4 năm học cũng giúp đánh giá được cả quá trình của học sinh. Tuy nhiên, mặt hạn chế nếu có của cách thức này là nó có thể không công bằng với mọi học sinh, bởi mỗi trường trung học cơ sở có cách đánh giá kết quả học tập, rèn luyện khác nhau. Một lãnh đạo ngành giáo dục đã về hưu cho rằng, trong nhiều cái giờ, ngành giáo dục tỉnh Đồng Tháp đã chọn cái ít giờ nhất, sau đó hoàn thiện dần, trong đó có việc bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các trường trung học cơ sở. Đây có thể không chỉ là giải pháp tốt để loại bỏ một kỳ thi tốn kém, căng thẳng, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Còn nhớ năm 2021, do dịch Covid-19, ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh chỉ xét tuyển vào lớp 10. Hiệu trưởng một trường ở quận ven cho hay, qua một thời gian dạy và học, đã lộ ra nhiều học sinh yếu mà nếu thi tuyển, các em không thể vào được trường này. Nghĩa là đã có chênh lệch trong đánh giá của các trường trung học cơ sở. Lại có người cho rằng, không thi, học sinh sẽ lười học. Như nhiều năm trước, các huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh chỉ xét tuyển, nhưng được vài năm thì quay lại thi tuyển do chất lượng học sinh đi xuống. Tuy nhiên như đã nói, rất khó có một giải pháp hoàn hảo cho vấn đề tuyển sinh lớp 10. Giải pháp tốt nhất là chọn cách nào ít giờ nhất rồi hoàn thiện dần. Xây thêm trường cũng là giải pháp tốt, nhưng số trường mới, lớp mới không thể đuổi kịp số lượng học sinh. Như năm nay, thành phố Hà Nội tăng chỉ tiêu vào trường công lập khoảng 10.000 học sinh so với năm học 2021-2022. Chỉ tiêu vào trường học tư thục tăng khoảng 4.000. Tuy nhiên, con số này vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Thời gian qua, hệ thống trường tư và trường nghề đã thực sự chia sẻ áp lực tuyển sinh lớp 10 với trường công lập. Thực tế, trường tư nào được đầu tư tốt thì thu hút đông học sinh. Nhưng do chưa được đầu tư, nên nhiều trường tư vẫn cứ thụ động chờ số học sinh lọt sàng xuống nia. Do đó, chính các trường tư cũng phải đầu tư cơ sở vật chất, giáo viên để học sinh chủ động đến với mình, qua đó góp phần giảm áp lực sĩ số lên hệ thống trường công lập. Đến nay, các trường nghề hầu như vẫn cứ dạy cái mình có, không dạy cái mà xã hội cần. Do đó, sau một thời gian dài hô hào, tỷ lệ học sinh sau trung học cơ sở chọn trường nghề chẳng đáng là bao. Nếu trường nghề đào tạo tốt, người ra trường có việc làm, thu nhập tốt, thì học sinh tự khắc sẽ đổ xô học nghề. Có nhiều giải pháp cho vấn đề tuyển sinh lớp 10, nhưng xin hãy chọn cách ít dở nhất, ít gây áp lực cho học sinh nhất. Đó mới chính là giáo dục. Nghỉ hè không phải học thêm. Thưa quý vị và các bạn, khi con lớn vừa kết thúc lớp học bóng đá ngoại khóa kéo dài 1 tháng cùng các bạn tại trường,
Tôi cho hai con về quê chơi cùng ông bà. Sau một năm, phần lớn học trực tuyến do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Một buổi tối, con gái gọi điện và khoe với mẹ. Con đi tập văn nghệ với các anh chị trong xóm, tập mỏi chân luôn mẹ ạ. Dù con nói hôm nào cũng tập toát mồ hôi và hơi buồn vì không được tham gia biểu diễn do con chưa tập đủ cả chương trình hè. Tôi cảm nhận rõ sự hồ hởi, vui vẻ của con khi trở thành một phần của hoạt động tập thể trong những ngày tạm xa mái trường. Câu chuyện của con gái làm tôi nhớ lại những kỷ niệm của chính mình, những năm niên thiếu sống bên bố mẹ. Cách đây hơn 30 năm, tôi và các bạn hơn kém vài tuổi cũng tham gia chương trình sinh hoạt hè tương tự. Tôi vẫn nhớ những buổi tối con trai con gái trong làng tập trung tại nhà văn hóa thôn để tập các bài thể dục và múa hát đồng diễn dưới sự hướng dẫn của các anh chị trong đoàn thanh niên. Kết thúc kỳ sinh hoạt là một cuộc thi dành cho tất cả các đội đồng diễn trong toàn xã và bữa tiệc mặn liên hoan vui vẻ. Ký ức của tôi về những kỳ nghỉ hè lúc còn bé hoàn toàn không có những buổi học thêm, ngoại trừ hè năm cuối cấp 2 thi lên cấp 3. Tôi cũng thấy vui khi chương trình sinh hoạt hè có từ rất lâu. Tôi không biết chính xác là bao nhiêu năm, nhưng đã có từ lúc tôi còn rất nhỏ, vẫn được duy trì cho tới tận ngày nay và ý nghĩa của nó không thay đổi. Hồi đó năm nào tôi và chúng bạn cũng tham gia sinh hoạt hè như thế và năm nào cũng háo hức chờ mong. Trong khi đó trên các nhóm trực tuyến của khu dân cư tôi sống ở Hà Nội, ngay khi năm học chính thức vừa kết thúc, tôi đã nhìn thấy những thông tin về việc mở các lớp ôn tập kiến thức hè ở tất cả các độ tuổi, thậm chí tiền tiểu học. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau và tôi hiểu nhiều bố mẹ xem việc gửi con đi học các lớp ôn tập như vậy là một cách để giúp trông con. Có bố mẹ nói cho con đi học vì sợ con quên kiến thức trong kỳ nghỉ hè kéo dài. Thực tế, nhiều trẻ em tại các thành phố ngày nay không có 3 tháng hè như lý thuyết. Một số trường tư tại Hà Nội thậm chí cho học sinh nghỉ hè duy nhất 1 tháng, tháng 7. Nhiều trường bắt đầu năm học mới từ đầu tháng 8. Không hiếm các trường hợp bé 6 tuổi luyện tiền tiểu học xuyên hè. Nhiều em ôn thi, luyện thi vào trường chuyên cấp 2 từ hè lớp 3, lớp 4. Trong khi đó, một người quen của tôi sinh sống tại Mỹ viết trên Facebook rằng bài tập của con anh trong kỳ nghỉ hè là đọc một số cuốn sách được giáo viên gợi ý và viết nhận xét về các cuốn sách đó. Một cô bạn cũng đang sống tại Mỹ chia sẻ rằng con cô học nhẹ nhàng, cấp 1, rất ít khi có bài tập về nhà. Nghỉ hè cũng nghỉ hẳn chứ không phải học thêm cái gì. Chia sẻ từ Pháp, một bà mẹ Việt cho biết trẻ em tại Pháp nghỉ hè đúng nghĩa là nghỉ hè. Nếu có học thì chỉ học các kỹ năng, đa số là thể thao. Nếu ông bà, bố mẹ không có thời gian, có thể gửi bọn trẻ đi các trại hè về thể thao. Sau đó, cả nhà sẽ dành thời gian đi nghỉ bên nhau. Trường học và các nhà văn hóa đóng cửa hết, trừ những nơi chuyên gửi con vào thời vụ và các kỳ nghỉ nếu các bố mẹ phải đi làm. Nhưng cũng là đến để vui chơi, chứ tuyệt đối không học thêm văn hóa. Có muốn học văn hóa cũng không có chỗ học, không đâu mở. Không ai dạy, cô nói đùa. Mùa hè là thời gian thích hợp nhất để vận động, vui chơi, hoạt động thể chất. Với sự phát triển của y dược, nhiều bà mẹ không tiếc tiền mua các loại thuốc hỗ trợ tăng chiều cao cho con, mà quên rằng vận động là một yếu tố rất quan trọng để giúp trẻ phát triển toàn diện. Trẻ em và thanh thiếu niên cần được gia đình và xã hội tạo điều kiện tốt nhất để vận động, phát triển cả về thể chất và tinh thần. Theo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng năm 2019-2020 được công bố hồi tháng 4 năm 2021, chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam là 168,1cm, nữ là 156,2cm. Chiều cao trung bình của người Việt đã được cải thiện trong những năm qua, nhưng vẫn ở mức thấp so với chiều cao trung bình trên thế giới, 177cm đối với nam và 163,7cm đối với nữ, và thấp hơn đáng kể so với các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Chúng ta luôn hô hào, giảm áp lực thi cử, học hành, ngăn chặn đuối nước, nhưng đã thực sự hành động đủ quyết liệt để giải quyết những vấn đề nan giải đó chưa? Tôi đánh giá cao các khu dân cư đã tổ chức học các hoạt động sinh hoạt hè bổ ích như các lớp múa hát, dance sport, học làm MC, cờ vua, bóng rổ, bơi lội, vẽ. Vai trò của đoàn thanh niên, sinh viên là rất quan trọng trong dịp hè, là lực lượng nòng cốt để triển khai các hoạt động cộng đồng vui chơi, có ích cho các em nhỏ. Mỗi đứa trẻ có sức khỏe và tràn đầy năng lượng, được sống đúng với lứa tuổi là điều tuyệt vời nhất. Áp lực với trẻ nhỏ là do người lớn tạo ra, là những kỳ vọng mà bố mẹ đặt lên con cái. Để làm bất kỳ điều gì, trước tiên phải có sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Điều đó luôn đúng với mọi lứa tuổi, mọi thời đại, mọi quốc gia.